Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu 30 phút tiếp theo của Cà phê Ngày Mới sáng nay với tiểu mục quen thuộc điểm báo, nơi chúng tôi là lựa chọn ra những đầu báo đáng chú ý để cùng quý vị chúng ta sẽ cập nhật thêm các thông tin hoặc là những góc nhìn chuyên sâu. Và chủ đề đầu tiên ngày hôm nay chắc chắn sẽ liên quan tới xăng dầu, một trong những từ khóa nóng nhất hiện nay, đặc biệt là khi mà ở những địa bàn đô thị lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì tình trạng là khan hiếm nguồn cung xăng dầu đang diễn ra hết sức phổ biến. Về phương án mà Bộ trưởng Bộ Tài chính đề xuất là giao cho Bộ Công Thương toàn quyền và chịu trách nhiệm về quản lý điều hành giá xăng dầu, đại biểu Quốc hội cho rằng phương án này là hợp lý. Việc này sẽ giảm tải cho cơ quan đầu mối quản lý về giá là Bộ Tài chính. Báo Lao Động trang nhất và trang 3 đã có bài viết đáng chú ý về nội dung này với nhan đề cần thiết giao toàn bộ vấn đề xăng dầu về một đầu mối quản lý. Tại nghị trường Quốc hội, khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, bên cạnh các vấn đề phát triển kinh tế, đời sống xã hội, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương cho rằng, ở Việt Nam, vấn đề quản lý, cung ứng, kinh doanh xăng dầu được giao cho 7 bộ ngành, cơ quan chức năng, chính quyền 63 tỉnh thành thực hiện. Do vậy, rất cần các cơ quan phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới và trong nước dị biệt như vừa qua. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đề nghị chính phủ khi sửa nghị định 95 thì sẽ giao toàn diện vấn đề xăng dầu cho Bộ Công Thương, kể cả là quyết định giá và chi phí định mức để đảm bảo vấn đề về nguồn cung chủ động. Đồng thời quan điểm, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng việc quản lý xăng dầu được tập trung vào một đầu mối là hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 tháng triển khai, gói hỗ trợ lãi suất chỉ thực hiện được khoảng 20% trên tổng số hơn 800.000 tỷ đồng dư nợ có thể cho vay trong năm 2022. Cơ chế vận hành, rồi thủ tục đang là những vướng mắc cần sớm được tháo gỡ để có thể triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%. Trang 6 tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp có bài gỡ nút thắt gói hỗ trợ lãi suất, xin được chất đọc cùng quý vị. Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng Vietinbank cho biết là do nhiều doanh nghiệp vay vốn ngân hàng kinh doanh đa ngành nghề nên việc bóc tách lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất cũng như chứng từ chứng minh đồng vốn vay được sử dụng cho lĩnh vực đang được hỗ trợ lãi suất là rất khó. Ngoài ra, một trong những điều kiện để có thể được hỗ trợ lãi suất là khách hàng phải có phương án về khả năng phục hồi. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có hướng dẫn nào về phương án này nên mỗi ngân hàng hướng dẫn một kiểu khiến khách hàng bối rối cũng như gây khó khăn cho công tác thanh kiểm tra sau này. Bên cạnh nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất 2%, thì nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện từ chối tham gia vì e ngại thủ tục rườm rà, ngại thanh tra hậu kiểm. Muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai gói vay, cần chính phủ kiến nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng của chính sách này, theo ý kiến của ông Nguyễn Trần Mạnh Trung. Cũng liên quan tới các hoạt động của ngân hàng trong dịp cao điểm cuối năm, thì đầu tháng 11, không ít ngân hàng đã cập nhật biểu lãi suất cho vay mới với mức tăng từ 0,5% cho tới 1,2% so với đầu tháng 10, và mức trên 10% thì cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Báo Phụ nữ Việt Nam trang 4 có bài viết, ngân hàng đua nhau tăng lãi suất, áp lực đè nặng lên người đi vay. Giới phân tích dự báo lãi suất huy động có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới do áp lực tỷ giá và lạm phát đi cùng với yếu tố mùa vụ. Từ nay cho tới cuối năm, nhiều khả năng ngân hàng nhà nước tăng thêm lãi suất điều hành để hỗ trợ cho tỷ giá. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cũng từng thừa nhận việc giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Quốc hội trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức do các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã đẩy nhanh tiến trình thu hẹp nới lỏng chính sách tiền tệ, điều chỉnh tăng lãi suất nhanh và mạnh. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước vẫn nhấn mạnh trong quá trình điều hành luôn luôn chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho các đối tượng ưu tiên, các tổ chức kinh doanh. Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể tiếp cận với nguồn vốn với lãi suất thấp hơn so với lãi suất thị trường. Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì bên cạnh những vụ khủng bố của chủ nợ với con nợ, nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra do người vay tiền chây ì, chậm trả khoản vay. Ở khía cạnh ứng xử với người vay chây ì, chuyên gia luật Bộ Công an đã chỉ ra một số biện pháp. Báo Lao Động trang nhất và trang 7 số ra sáng nay các bài viết đáng chú ý, hiểm họa từ những người vay tiền rồi chây ì với khoản nợ. Là người tham gia nhiều vụ án liên quan đến vay nợ, luật sư Nguyễn Thị Hường, đoàn luật sư Hà Nội phân tích, thời gian qua tình hình dịch Covid-19 kéo dài, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ ngân hàng, không ít người tìm đến các nguồn vay đơn giản không cần tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, không ít những người cho vay bị con nợ đe dọa ngược, tấn công, ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân và gia đình. Hành vi đe dọa, tấn công, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của chủ nợ là sai trái, vi phạm pháp luật.
luật sư Hường cho hay. Liên quan đến vấn đề trên, vừa qua Bộ Công an đã có trả lời công dân về xử lý hành vi đe dọa tấn công chủ nợ. Bộ Công an cho biết trường hợp người vay có hành vi đe dọa tấn công nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền lợi ích hợp pháp khác của chủ nợ thì tùy thuộc vào hành vi nguy hiểm hậu quả đã xảy ra, người đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật hình sự năm 2015. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thì chúng ta sẽ đón Tết Nguyên đán Quý Mão và lượng vé tàu Tết năm nay bán ra nhanh hơn so với năm ngoái. Nhiều chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung như là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế đã kín chỗ vào những ngày cao điểm. Ở nhiều chặng chỉ còn ghế phụ. Và liên quan tới nội dung này thì cũng trên báo Phụ nữ Việt Nam trang 4 đã có bài viết với nhan đề vé tàu Tết nóng chặng ngắn. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, trong dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt sẽ cung ứng 356 chuyến tàu, tương ứng hơn 176.000 chỗ, tăng 130 chuyến và 67.000 chỗ so với Tết Nguyên đán 2022. Do giá nhiên liệu tăng nên giá vé tàu trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão cũng tăng từ 1 đến 6%, bình quân là 4,5% so với dịp Tết năm trước. Vé máy bay cũng không kém phần nhộn nhịp khi mà nhu cầu đi lại dịp Tết của người dân đang tăng cao. Theo các đại lý vé, giá vé máy bay Tết Quý Mão 2023 tăng từ 5 đến 10% so với năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu đi lại của người dân tăng sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu cao hơn dự kiến cũng khiến cho chi phí vận hành của các hãng hàng không cao hơn. Thưa quý vị, có lẽ trong những tuần vừa qua, đặc biệt là với các khán giả ở khu vực Hà Nội hoặc các tỉnh phía Bắc, thì chúng ta không khó để bắt gặp bạn bè hay người thân của mình đang trong tình trạng sức khỏe có vấn đề, dễ ốm. Giao mùa, nhiệt độ bị thay đổi đột ngột nên mọi người thường dễ mắc bệnh. Để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, nhiều người tìm uống các loại sữa rồi sữa chua. Báo Tuổi Trẻ trang 8 có bài đồ ăn thức uống giảm giá chạm đáy. Xin được trích đọc cùng quý vị. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết hiện nay đang là thời điểm giao mùa thuận lợi cho các mầm bệnh hô hấp phát triển. Do đó, người mắc bệnh viêm đường hô hấp, đặc biệt là bệnh cúm mùa. Để chủ động phòng chống bệnh cúm mùa, thì chúng ta cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe cho của bản thân, gia đình và cộng đồng. Người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu hoặc là mệt mỏi không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần phải liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Bên cạnh đó cũng cần phải che miệng và mũi khi mà ho và đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tiếp xúc với người bệnh thì phải hạn chế hoặc là nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Đặc biệt là cần thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động, nâng cao năng lực sức khỏe, thể chất, nhanh nhạy nắm bắt các nhu cầu khách hàng. Nhiều siêu thị lớn trên toàn quốc đã tung ra các chương trình khuyến mãi dành cho thức uống và các thực phẩm giúp tăng cường sức đề kháng. Thưa quý vị, từ giữa tháng 10 cho tới cuối năm, thì hệ thống sàn giao dịch việc làm của Hà Nội sẽ tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động kết hợp với trực tuyến để kết nối cung cầu thị trường lao động. Tại những phiên giao dịch việc làm lưu động gần đây cho thấy là nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ gia tăng với đủ các loại hình việc làm và mức lương khá hấp dẫn. Báo Đại Đoàn Kết trang 7 có bài viết cuối năm doanh nghiệp lại lo thiếu lao động. Lý giải tình trạng khan hiếm lao động, nhiều chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân khiến cho tỷ lệ lao động thiếu việc làm vẫn cao, trong khi doanh nghiệp lại rơi vào tình trạng thiếu lao động, phần lớn là do thiếu nhân lực có tay nghề trình độ cao, lao động đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, một số lao động về quê trong thời gian dịch bệnh không muốn quay trở lại thành phố mà muốn tìm việc gần nhà. Ngoài ra, thì số công nhân này cũng không nắm được thông tin về nhu cầu của những đơn vị tuyển dụng. Đây là những lý do khiến cho nhu cầu lao động cuối năm của các doanh nghiệp đang tăng khá cao.